Những ngày qua, các phường xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục tổ chức các phiên chợ không đồng, tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Những phiên chợ nghĩa tình không chỉ góp phần giúp đỡ cho các đối tượng chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, mà còn kết nối những tấm lòng mạnh thường quân, lan tỏa tinh thần sẻ chia giữa mùa đại dịch. Đây là những hình ảnh thân thuộc tại các phiên chợ không đồng, được Ủy ban Nhân dân các phường phối hợp với mặt trận và các hội đoàn thể tại địa phương tổ chức. Sắp gọn gàng, tươm tất, mỗi gian hàng trưng bày nhiều loại lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để người dân dễ dàng chọn những mặt hàng mình cần. Với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì đây là sự hỗ trợ rất kịp thời để vượt qua thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Gia đình tôi rất là biết ơn và rất là cảm ơn các chính quyền và ban sở, một miếng khi đói và một gói khi no, cho nên là những thứ này rất là hạnh phúc và rất kịp thời và đúng lúc. Cũng rất cảm ơn và cũng cảm động là sự hỗ trợ của nhà nước và của đảng và chính quyền đã giúp đỡ cho gia đình chúng tôi. Tham gia giúp sức, hỗ trợ bà con tại những phiên chợ không đồng luôn có sự tham gia tích cực của các cô, các chú là hội viên các hội đoàn thể. Được san sẻ một phần khó khăn với bà con hộ nghèo trong mùa đại dịch cũng chính là niềm hạnh phúc của mỗi người. Theo cô thì năm Việt Nam này là rất tốt đối với những cái khu vực mà bị phong tỏa. Đây là có thể là một cái việc làm đầy ý nghĩa của cái mặt trận tổ chức cho những người ba con mà đã bị cái phong tỏa trong cái mùa Covid này. Mỗi phiên chợ không đồng được tổ chức với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Đây là số tiền được Ủy ban Nhân dân các phường kêu gọi vận động từ các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp tại địa phương ủng hộ. Sự chung tay góp sức của cộng đồng đã tạo thêm nguồn lực để giúp đỡ các đối tượng yếu thế vượt khó mùa Covid-19. Tinh thần tương thân tương ái từ đây cũng được lan tỏa đến tất cả mọi người.